Phải biết hoa hậu tự nhiên là thế nào. Thật ra thì SC đã từng mời Linh Miu lên học trong một dự án là Tình Yêu Tuyệt Vời. Và SC cảm thấy là cái dự án đó đã rất là thành công rồi. Và Ninh Dương Lan Ngọc cũng là một diễn viên rất là thông, cho nên là một diễn viên rất là giỏi. Cho nên là khi mà nghĩ đến cái diễn viên mà cho cái vai này, một cái cô gái sắc sảo rồi có một cái cú twist gì vậy á, thì Lan Ngọc sẽ rất là phù hợp. Nhưng mà SC nghĩ lại là nếu như mà hình ảnh của SC với Lan Ngọc cứ dính với nhau như vậy hoài thì thật sự là khi mà SC khẳng định bản thân của mình, SC nói là SC muốn đứng trên đôi chân của mình thì nó sai một phần. Và SC muốn là mọi người nhìn nhận SC là một nghệ sĩ solo. SC thân thật là ai, giống như là câu hỏi tôi là ai thì tôi muốn đứng trên đôi chân của mình và không dựa dẫm vào bất kỳ ai hết. Đó là lý do tại sao mà SC mời một bạn nữ không liên quan gì hết, để cho mọi người có thể nhìn được cái hình ảnh của SC một cách rõ ràng hơn.